Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV với chuyên mục ARK vs Thực Tế. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Chuyên mục ARK vs Thực Tế đã đi qua hơn 20 phần mà vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người xem. Nhiều bạn cũng liên tục đề xuất những giống loài mà Mê Khủng Long TV nên làm tiếp theo, và một trong những cái tên được yêu cầu nhiều nhất chính là Acrocanthosaurus, hay còn gọi vắn tắt là Acro, chi khủng long săn mồi bá đạo nhất Bắc Mỹ vào đầu kỳ phấn trắng. Tuy nhiên, điều khiến Dynoman chần chừ chưa làm clip về Acro đó là cái tên này chưa chính thức xuất hiện trong game mà chỉ được đưa vào game thông qua một bản mod rất nổi tiếng trong cộng đồng ARK, đó là ARK Additions. Mặc dù vậy thì sau khi tìm hiểu lại, Dynoman được biết khoảng 7 tháng trước thì chính kênh YouTube chính thức của game đã giới thiệu về Acro trong video Spotlight dành cho các bản mod đa nền tảng, nên rất có thể trong một tương lai gần, Acrocanthosaurus sẽ chính thức xuất hiện trong game mà không cần phải chơi qua mod nữa. Vì vậy, để thỏa lòng các fan Acro, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem con khủng long này có gì giống và khác so với thông tin khoa học trong thực tế của nó nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Nếu bạn đang tìm kiếm những lựa chọn độc đáo và thú vị trong game ARK, thay cho những cái tên đã qua đối quen thuộc như Tyrannosaurus, Spinosaurus, hãy thử nghĩ đến Acrocanthosaurus. Chúng có thể không nổi tiếng bằng, nhưng xét về kích thước cũng như vị thế trong hệ sinh thái, Acro hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách những loài khủng long ăn thịt hàng đầu từng xuất hiện. Về phiên bản trong game, trong hồ sơ ARK nói rằng Acrocanthosaurus là một loài theropod ăn thịt đáng sợ và nó lớn hơn những gì bạn có thể kỳ vọng. Ở đây là lớn hơn khủng long bạo chúa Rex. Lớn hơn nhưng không mạnh hơn, Acro vẫn có những đặc điểm độc đáo để bạn có thể muốn lựa chọn nó thay cho Rex. Đó, tấn công của nó sẽ càng mạnh nếu đối thủ càng nhỏ. Khi bị tấn công, nó có thể xoay ngang cơ thể to lớn của mình để giảm đáng kể sát thương phải chịu, đồng thời giúp che chắn cho đồng đội. Khi nhận đủ một lượng sát thương nhất định thì nó có thể trở nên giận dữ, cất lên tiếng gầm đáng sợ và nhận trạng thái Adrenaline, qua đó tăng cả tốc độ tấn công lẫn sát thương của mình, đồng thời liên tục hồi máu. Chính những đặc điểm và năng lực như trên đã biến Acro thành một sinh vật có cách chơi hết sức thú vị. Trong một cuộc tấn công đầu tiên, bạn có thể sử dụng Acro như một chiếc thiết giáp che chắn cho bộ binh với tư thế phòng thủ. Và sau đó, khi đã chịu đau đớn đủ để kích hoạt trạng thái Adrenaline, con Acro của bạn sẽ nhanh chóng trở thành một mũi tấn công lợi hại, có khả năng quét sạch kẻ thù trên đường tiến của chúng, nhất là những sinh vật nhỏ hơn chúng nhiều lần. Để thuần hóa một con Acro thì bạn cũng cần trải qua một quá trình tùy thú vị nhưng cũng khá vất vả. Con khủng long này hoàn toàn miễn nhiễm với những công cụ gây mê tầm xa. Bạn sẽ thuần phục nó bằng cách tấn công để nó bắt đầu trạng thái phòng thủ, sau đó tiếp tục tấn công để con khủng long trở nên giận dữ và cầm lên. Đó là lúc bạn sẽ tranh thủ ném vào miệng nó các loại vật phẩm gây mê như Narcoberries, Narcotics hay Biotoxin. Bạn sẽ cần cả sự kiên nhẫn lẫn cẩn thận để có thể hoàn thành quá trình này. Đó là những gì Dynoman thu thập qua những thông tin tham khảo trên wiki của game, cũng như qua hệ máy YouTube về Acrocanthosaurus. Về Acro trong game có gì khác biệt và tương đồng với những thông tin về chi khủng long này trong thực tế? Đầu tiên thì chúng ta hãy nói về ngoại hình trước. Acro trong game mang đến cho Dynoman cảm giác giống với một con khủng long bình thường hơn là Ceratosaurus, một sinh vật cũng xuất hiện trong bản mod ARK Additions và được thiết kế ngoại hình trông khác xa những gì bạn có thể tưởng tượng về con khủng long này ngoài đời, với gai nhọn tua tủa khắp người. Tất nhiên, modder vẫn cho Acro những chi tiết để tăng sự hầm hố, chẳng hạn như phần gai ở cổ, nhưng nhìn chung không bị quá lố so với các bản phục dựng theo khoa học. Ngoài ra thì được biết, so với một số phiên bản trước đây, Acro trong cập nhật mới nhất đã có vài thay đổi nhỏ mà thấy rõ nhất, chính là răng ở hàm trên đã không bị lộ ra, mà thay vào đó hoàn toàn nằm khuất khi con khủng long ngậm miệng lại. Điều này sẽ làm chúng ta liên tưởng đến một nghiên cứu gần đây trên khủng long T-Rex, trong đó các nhà khoa học tin rằng T-Rex có môi và răng của nó được giấu sau bờ môi đó thay vì lộ ra như trong phim Jurassic Park. Có lẽ modder đã dựa vào điều này mà thay đổi ngoại hình của Acro, và có lẽ các chi khủng long theropod săn mồi trên cạn khác cũng sẽ tương tự như vậy. Acrocanthosaurus có nghĩa là thần làn gai sống cao, và điều này ám chỉ hàng gai thần kinh mọc từ các đốt sống lưng của con khủng long, dù chúng không cao như gai thần kinh của Spinosaurus. Điều này cũng được thể tương đối chính xác trong bản mod ARK Additions. Trong game, hàng gai sống cao này có vẻ được dùng như một cách để làm tăng kích thước cơ thể, giúp con vật to hơn và qua đó trở thành một lá chắn hữu hiệu. Tuy nhiên, trong thực tế thì các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi về chức năng thật sự của hàng gai sống cao này. Một số giả thuyết được đưa ra là để giao tiếp với những cá thể cùng loài, để dự trữ mỡ hoặc để điều tiết thân nhiệt. Tất nhiên, công dụng trong game không hề liên quan đến công dụng thực tế và đó sẽ là phần sáng tạo hoàn toàn của các modder. Về kích thước thì dù không có thông số chính xác về chiều dài của Acrocanthosaurus trong game, nhưng dựa trên việc hồ sơ ARK viết rằng Acrocanthosaurus lớn hơn Rex, thì trong game Acro có thể nằm đâu đó giữa Rex và Spino,
trong đó Rex dài 23,7m, còn Spino dài 28,3m. Acro do đó có thể dài khoảng 25-26m, con số này gấp hơn 2 lần chiều dài thực tế của một con Acro. Vậy theo các nhà khoa học thì con Acrocanthosaurus lớn nhất ước tính chỉ dài từ 11-11,5m. Trong game, Acrocanthosaurus đi kèm với danh pháp loài Aegis, có nghĩa là lá chắn, một cách để nhấn mạnh khả năng làm lá chắn sống của con khủng long này. Còn trong thực tế thì hiện nay chúng ta chỉ có duy nhất một loài trong chi Acrocanthosaurus, đó là Acrocanthosaurus atocensis, với tên loài atocensis dùng để chỉ địa danh hạt Atoka ở bang Oklahoma, Mỹ. Hiện nay, Acrocanthosaurus được giới cổ sinh vật học đa phần xếp vào họ dị long răng cá mập. Nếu được đưa vào game chính thức thì Acrocanthosaurus sẽ trở thành loài dị long răng cá mập thứ 3 xuất hiện trong game sau Giganotosaurus và Carcharodontosaurus. Ngoài ra thì còn một chi dị long răng cá mập khác cũng xuất hiện trong bản mode là Concavenator. Nếu so với các bạo long như Rex thì có vẻ dị long răng cá mập được nhà làm game cũng như các modder ưu ái hơn. Vì có quan hệ họ hàng với nhau mà bạn sẽ thấy ngoại hình của Acro có nhiều nét tương đồng với Gigan hay Carcharodontosaurus, với khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước, bên cạnh một số khác biệt nhỏ về ngoại hình. Và đó là một số so sánh thú vị về Acrocanthosaurus trong ARK so với thực tế. Hy vọng là các game thủ ARK yêu thích môn cổ sinh vật học sẽ thấy video này bổ ích và sẽ có những giờ phút chơi game vui vẻ với Acrocanthosaurus trong game. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.